chúng ta sẽ lưu trong ổ đĩa D. À, thì các bạn sẽ khai báo D. Và ở đây chúng ta khai báo luôn một cái thư mục mà chúng ta luôn luôn làm việc được trong đó. À, là tôi đặt tên là bài tập. À, tôi đặt tên là bài tập lập trình web 2 luôn các bạn. Đây, tôi đặt tên luôn. À, thì tùy các bạn có thể đặt thêm một cái chữ khác cũng được. Nhưng mà quan trọng là chúng ta phải khai báo đường dẫn này lại. À, đây. Rồi, sau đó chúng ta click vào nút OK. Đó là vừa xong một cái thao tác là khai báo đường dẫn lưu trữ tập tin solution của chúng ta. Bây giờ chúng ta đi vào thao tác tạo ứng dụng web. Chúng ta chọn chức năng là website ở cái dòng tạo mới. Hoặc là chúng ta vào file, chúng ta chọn new website. Rồi, lúc này đây theo yêu cầu của đề bài thì cái thuộc tính location này chúng ta phải chọn giá trị là file system và mặc định. À, mặc định thì môi trường Visual Studio 2005 cũng chọn cho chúng ta rồi. Và đi vào đây chúng ta khai báo lại cái đường dẫn mà chúng ta mới vừa làm việc tức thì là cũng là bài tập. À. Rồi. À, thì bây giờ chúng ta bắt đầu tạo rồi sau đó chúng ta chuyển về cửa sổ Explorer chúng ta xem coi nó cơ chế làm việc lưu trữ tập tin của nó như thế nào. Rồi, tôi click vào nút OK. Thì khi chúng ta click vào nút OK thì các bạn thấy rằng là nó có một cái câu thông báo là cái project với một cái tên này nó đã có ở trên đĩa chúng ta rồi, chúng ta có muốn viết đề hay không. Thì các bạn phải báo là yes. Tại sao? Là vì thật sự ra thì mình chưa có project này các bạn ha. Vì khi mà nó dựa theo cái đường dẫn mà mình mới vừa khai báo tức thì đó thì nó tạo ra cái thư mục đó. Và khi mà nó tạo ra thư mục đó là nó chứa cái project của chúng ta thì nó lại tạo tiếp một cái thư mục nữa là cũng cái tên đó luôn. Thành thử ra lúc đó nó tưởng là mình có project rồi. Thì nó sẽ thông báo. Thì các bạn cứ an tâm, chúng ta click vào nút yes. Rồi, khi đi vào đây các bạn chọn giùm tôi cái option thứ ba là tạo mới một website trong một cái vị trí đã có rồi. Trong vị trí đã có rồi là cái vị trí mà mình đã tạo trước đó, nó đã mới vừa tạo cho mình xong đó các bạn. Thì nếu như các bạn muốn biết rằng chọn chức năng thứ nhất và chức năng thứ hai nó sẽ tạo cái gì trong đó thì các bạn thoải mái các bạn cứ thử trước khi chúng ta chọn chức năng thứ ba. Rồi sau khi chúng ta thử thì chúng ta sẽ xem lại coi nó làm gì trong đó ha, để coi chúng ta có sử dụng được những cái chức năng được hay không ha. Thì ở đây trong phần bài giảng tôi sẽ hướng dẫn các bạn đi theo cái chức năng này để đi đúng hướng hơn. Chúng ta cứ làm và chúng ta sẽ có câu trả lời các bạn. Tự khắc các bạn sẽ thấy được câu trả lời là tại sao tôi lại chọn chức năng thứ ba. Rồi sau đó tôi click vào nút OK. Rồi bây giờ sau khi click vào nút OK rồi thì chúng ta thấy nó đang làm việc nè. Mặc định nó sẽ tạo mới một cái website cho chúng ta và nó tạo sẵn một cái trang web đầu tiên trống của chúng ta. Hay các bạn ha. Mặc định. Bây giờ chúng ta trở về lại cửa sổ Explorer chúng ta xem. Đây, tôi sẽ click vào cửa sổ Explorer. Thì các bạn thấy đây, nó tự động nó tạo cho mình cái thư mục này. Và chúng ta double click vào. Thì chúng ta thấy rằng là gì? Chúng ta có thư mục ABB Data. Đây các bạn. Rồi, và trong đó nó lại có cái thư mục giống cái thư mục bên ngoài nữa là cũng là bài tập lập tin web 2 chúng ta vào đây. Thì chúng ta thấy rõ ràng là nó lưu cái tập tin solution trong đây các bạn thấy chưa? Bây giờ nó lưu vào đây. Như vậy thì các bạn sẽ thắc mắc với tôi rằng hồi nãy khi mình khai báo cái tập tin này thì mình chỉ khai báo lưu trong đây mà thôi, tại sao bây giờ nó lưu trong đây? Thì lý do như tôi nói các bạn rằng là khi mình khai báo mà cái project của mình hồi nãy đó, mình khai báo đây nè các bạn. Đó, mình khai báo là project mình lưu ở đây. Thì rõ ràng rằng cái đường dẫn mà lưu solution làm sao nó trùng được. Nó yêu cầu mình, nó đòi là tạo lập trình web 3 các bạn thấy không. Nhưng mà nếu chúng ta tạo ra một cái lập trình web 3 thì khi chúng ta chép về chúng ta phải chép về cả hai cái thư mục. Chi bằng bây giờ khi chúng ta chép về chúng ta chỉ chép đúng cái thư mục này là nó đem về hết cho chúng ta luôn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta trở lại bài. Ở đây bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tạo những cái
Thứ một mà chúng ta cần sử dụng và những thư mục nào chúng ta không cần sử dụng chúng ta được phép bỏ. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ bỏ và ở đây chúng ta sẽ bỏ đi. Và ngay cả cái thư mục này các bạn cũng chưa sử dụng luôn, vì chúng ta mới học, chúng ta cũng chưa có sử dụng mà các bạn. Và thư mục này chúng ta sẽ được sử dụng trong bài số 3 trở đi. Bài số 3, bài số 4. Và chúng ta cũng sẽ xóa nó luôn. Rồi xong. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu tạo những cái thư mục mà do ứng dụng yêu cầu. Do bài tập yêu cầu. Đầu tiên vô, tôi sẽ tạo cái thứ một hình. Thì thứ một hình dùng để lưu trữ những hình ảnh minh họa cho cái giao diện của những trang web của chúng ta đẹp hơn. Và thư mục thứ hai, các bạn để ý là khi tôi tạo một cái thư mục á, là tôi phải chọn ngay cái project này của chúng ta. Và tôi tạo tiếp là new folder. Và tôi tạo tiếp thư mục thứ hai là thư mục màn hình. Để làm gì? Thư mục màn hình này dùng để lưu các trang web mà chúng ta tạo theo những yêu cầu bài tập tiếp sau. Thì trong những bài tập tiếp theo sau của chúng ta, nó sẽ phân ra từng nhóm bài, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. Và trong bài 1 sẽ có nhiều bài tập trong đó và tương tự trong bài 2, bài 3. Như vậy thì thư mục màn hình này tôi sẽ tạo tiếp những thư mục con của nó. Thì các bạn thấy bây giờ tôi lại chọn thư mục màn hình và tôi lại tạo tiếp. Là bài 1. Tôi enter và tương tự tôi chọn thư mục màn hình và tôi tạo bài 2. Tôi enter và tôi chọn tiếp và tôi tạo bài 3. Rồi. Tiếp theo, tôi lại tạo tiếp thư mục upload. Thì tại sao ở đây tôi muốn tạo sẵn hết cho các bạn là vì những thư mục này nó sẽ đáp ứng cho những cái yêu cầu của bài tập chúng ta sau. Bây giờ trong cái quá trình mà chúng ta tổ chức như vậy, chúng ta sẽ tạo một lần. Thì cái nhiệm vụ các bạn là các bạn cứ tạo cho tôi. Là vì ở đây là chúng ta đang tập cái thao tác mà tổ chức mà các bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta xem coi là chúng ta sẽ còn thiếu những cái thư mục nào theo yêu cầu của đề bài. Rồi, như vậy thì chúng ta vừa đủ xong yêu cầu của đề bài. Và khi được tới đây xong rồi, chúng ta lướt vào nút Save On. Để làm gì? Để nó save những cái thông tin mà nó quản lý. Ví dụ những cái thư mục này, bây giờ nó sẽ save vào tập tin Project. Để nó lưu, nó biết rằng nó có bao nhiêu cái thư mục các bạn. Thì các bạn nhớ ha. Thì mỗi lần nó share thì nó sẽ báo cái dòng này dưới đây của mình là. Như vậy thì chúng ta vừa hoàn tất xong bài tập đầu tiên có tên gọi là tạo mới một project. Thân ái chào các bạn. Chúng ta bắt đầu phần hướng dẫn. Bài đầu tiên có tên gọi là tạo mới một project. Thì thao tác tạo mới như sau. Trước tiên, chúng ta lướt vào nút Start và chọn chức năng Programs và chúng ta chọn chức năng Microsoft Visual Studio 2005 và tiếp tục chúng ta cũng chọn biểu tượng này. Thì giao diện màn hình đầu tiên của chúng ta có dạng như sau và chúng ta thấy như vậy. Thì trước khi đi vào một thao tác tạo một ứng dụng web thật sự thì tôi xin nói về một cái phần khai báo khá là quan trọng mà các bạn cần lưu ý. Đó là chúng ta phần khai báo về cái tập tin solution sẽ được lưu ở đâu. Thì chúng ta vào chức năng Tools của thực đơn ha các bạn và chọn chức năng Option. Thì chúng ta chọn biểu tượng Project and Solution. Thì các bạn nhìn vào trong ô đầu tiên chúng ta thấy một cái đường dẫn rất là dài. Đường dẫn này là do cái đường dẫn chúng ta khi chúng ta login vào một cái máy thì nó sẽ chuyển đến cái đường dẫn này của chúng ta. Thì cái này là do Visual Studio 2005 mặc định cho chúng ta. Bây giờ không thể nào chúng ta để y một đường dẫn như vậy được.
Vì nếu các bạn để một đường dẫn như vậy, thì khi mà các bạn chép bài tập của chúng ta làm từ từ trường đem về nhà, thì khi đó các bạn chỉ chép cái thư mục mà nó lưu trữ những gì chúng ta làm việc thôi, ví dụ như tập tin màn hình vân vân, thì về nhà chúng ta sẽ bị mất đi tập tin solution của chúng ta mà nó có cái phần mở rộng là .sln. Vì sao? Là vì quá trình nó lưu tập tin nó sẽ lưu vào thư mục này. Như vậy thì để quản lý tốt hơn, và chúng ta khi chúng ta chép về cái thư mục thì chúng ta an tâm rằng là chúng ta đã chép đầy đủ tất cả những cái tập tin của một ứng dụng web, thì chúng ta phải chủ động chúng ta khai báo cái đường dẫn thư mục mà chứa nó. Thì ở đây chúng ta lưu trong, thường là chúng ta sẽ lưu trong ổ đĩa D, thì các bạn sẽ khai báo D. Và ở đây chúng ta khai báo luôn một cái thư mục mà chúng ta luôn luôn làm việc được trong đó, là tôi đặt tên là bài tập, tôi đặt tên là bài tập lập trình web 2 luôn các bạn. Đây, tôi đặt tên luôn. Thì tùy các bạn có thể đặt thêm một cái chữ khác cũng được, nhưng mà quan trọng là chúng ta phải khai báo đường dẫn này lại. Rồi sau đó chúng ta click vào nút OK. Đó là vừa xong một cái thao tác là khai báo đường dẫn lưu trữ tập tin solution của chúng ta. Bây giờ chúng ta đi vào thao tác tạo ứng dụng web. Chúng ta chọn chức năng là website ở cái dòng tạo mới, hoặc là chúng ta vào file, chúng ta chọn new website. Rồi lúc này đây, theo yêu cầu của đề bài thì cái thuộc tính location này chúng ta phải chọn giá trị là file system và mặc định. Mặc định thì môi trường Visual Studio 2005 cũng chọn cho chúng ta rồi. Và đi vào đây chúng ta khai báo lại cái đường dẫn mà chúng ta mới vừa làm việc tức thì, là cũng là bài tập. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu tạo, rồi sau đó chúng ta chuyển về cửa sổ Explorer, chúng ta xem coi nó cơ chế làm việc lưu trữ tập tin của nó như thế nào. Tôi click vào nút OK. Thì khi chúng ta click vào nút OK thì các bạn thấy rằng là nó có một cái câu thông báo là cái project với cái tên này nó đã có ở trên đĩa chúng ta rồi, chúng ta có muốn viết đề hay không. Các bạn phải báo là yes. Tại sao? Là vì thật sự ra thì mình chưa có project này các bạn. Vì khi mà nó dựa theo cái đường dẫn mà mình mới vừa khai báo tức thì đó, thì nó tạo ra cái thư mục đó. Và khi mà nó tạo ra thư mục đó là nó chứa cái project của chúng ta, thì nó lại tạo tiếp một cái thư mục nữa là cũng cái tên đó luôn. Thành thử ra lúc đó nó tưởng là mình có project rồi. Thì nó sẽ thông báo. Thì các bạn cứ an tâm, chúng ta click vào nút yes. Rồi khi đi vào đây, các bạn chọn dùm tôi cái option thứ ba là tạo mới một website trong một cái vị trí đã có rồi. Trong vị trí đã có rồi là cái vị trí mà mình đã tạo trước đó, nó đã mới vừa tạo cho mình xong đó các bạn. Thì nếu như các bạn muốn biết rằng chọn chức năng thứ nhất và chức năng thứ hai nó sẽ tạo cái gì trong đó, thì các bạn thoải mái các bạn cứ thử trước khi chúng ta chọn chức năng thứ ba. Rồi sau khi chúng ta thử thì chúng ta sẽ xem lại coi nó làm gì trong đó, để coi chúng ta có sử dụng được những cái chức năng được hay không. Thì ở đây trong phần bài giải tôi sẽ hướng dẫn các bạn đi theo cái chức năng này để đi đúng hướng hơn. Chúng ta cứ làm và chúng ta sẽ có câu trả lời các bạn. Tự khắc các bạn sẽ thấy được câu trả lời là tại sao tôi lại chọn chức năng thứ ba. Rồi sau đó tôi click vào nút OK. Rồi bây giờ sau khi click vào nút OK rồi thì chúng ta thấy nó đang làm việc nè. Mặc định nó sẽ tạo mới một cái website cho chúng ta, và nó tạo sẵn một cái trang web đầu tiên trống của chúng ta. Hay các bạn ha, mặc định. Bây giờ chúng ta trở về lại cửa sổ Explorer, chúng ta xem. Đây tôi sẽ click vào cửa sổ Explorer. Thì các bạn thấy đây, nó tự động nó tạo cho mình cái thư mục này. Và chúng ta double click vào thì chúng ta thấy rằng là gì, chúng ta có thư mục ABB data đây các bạn. Rồi và trong đó nó lại có cái thư mục giống cái thư mục bên ngoài nữa, là cũng là bài tập lập trình web 2. Chúng ta vào đây
Thì chúng ta thấy rõ ràng là nó lưu cái tập tính solution trong đây, các bạn thấy chưa? Bây giờ nó lưu vào đây. Vậy thì các bạn sẽ thắc mắc với tôi rằng hồi nãy khi mình khai báo cái tập tin này thì mình chỉ khai báo lưu trong đây mà thôi, tại sao bây giờ nó lưu ở trong đây? Thì lý do như tôi nói các bạn rằng là khi mình khai báo mà cái project của mình hồi nãy đó, mình khai báo đây nè các bạn, mình khai báo là project mình lưu ở đây, thì rõ ràng rằng cái đường dẫn mà lưu solution làm sao nó trùng được, nó yêu cầu mình, nó đòi là tạo lập trình web 3, các bạn thấy không? Nhưng mà nếu chúng ta tạo ra một cái lập trình web 3 thì khi chúng ta chép về, chúng ta phải chép về cả hai cái thư mục. Chi bằng bây giờ khi chúng ta chép về, chúng ta chỉ chép đúng cái thư mục này là nó đem về hết cho chúng ta luôn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta trở lại bài. Ở đây bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tạo những cái thư mục mà chúng ta cần sử dụng và những thư mục nào chúng ta không cần sử dụng chúng ta được phép bỏ. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ bỏ, và ở đây chúng ta sẽ bỏ đi. Và ngay cả cái thư mục này các bạn cũng chưa sử dụng luôn, vì chúng ta mới học, chúng ta cũng chưa có sử dụng mà các bạn. Và thư mục này chúng ta sẽ được sử dụng trong bài số 3 trở đi. Bài số 3, bài số, xin lỗi, bài số 4. Và chúng ta cũng sẽ xóa nó luôn. Rồi xong. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu tạo những cái thư mục mà do ứng dụng yêu cầu. Xin lỗi, do bài tập yêu cầu. Đầu tiên vô, tôi sẽ tạo cái thứ mục hình. Thì thứ mục hình dùng để lưu trữ những hình ảnh minh họa cho cái giao diện của những trang web của chúng ta đẹp hơn. Và thư mục thứ hai, các bạn để ý là khi tôi tạo một cái thư mục á, là tôi phải chọn ngay cái project này của chúng ta. Và tôi tạo tiếp là new folder. Và tôi tạo tiếp thư mục thứ hai là thư mục màn hình. Để làm gì? Thư mục màn hình này dùng để lưu các trang web mà chúng ta tạo theo những yêu cầu bài tập tiếp sau. Thì trong những bài tập tiếp theo sau của chúng ta, nó sẽ phân ra từng nhóm bài, nhóm bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. Và trong bài 1 sẽ có nhiều bài tập trong đó, và tương tự trong bài 2, bài 3. Như vậy thì thư mục màn hình này tôi sẽ tạo tiếp những thư mục con của nó. Thì các bạn thấy bây giờ tôi lại chọn thư mục màn hình và tôi lại tạo tiếp. Là bài 1. Tôi enter, và tương tự tôi chọn thư mục màn hình và tôi tạo bài 2. Tôi enter và tôi chọn tiếp và tôi tạo bài 3. Rồi. Tiếp theo, tôi lại tạo tiếp thư mục upload. Thì tại sao ở đây tôi muốn tạo sẵn hết cho các bạn là vì những thư mục này nó sẽ đáp ứng cho những cái yêu cầu của bài tập chúng ta sau. Bây giờ trong cái quá trình mà chúng ta tổ chức như vậy, chúng ta sẽ tạo một lần. Thì cái nhiệm vụ các bạn là các bạn cứ tạo cho tôi. Là vì ở đây là chúng ta đang tập cái thao tác mà tổ chức mà các bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta xem coi là chúng ta sẽ còn thiếu những cái thư mục nào theo yêu cầu của đề bài. Rồi, như vậy thì chúng ta vừa đủ xong yêu cầu của đề bài. Và khi được tới đây xong rồi, chúng ta lướt vào nút Save All. Để làm gì? Để nó save những cái thông tin mà nó quản lý. Ví dụ những cái thư mục này, bây giờ nó sẽ save vào tập tin project. Để nó lưu, nó biết rằng nó có bao nhiêu cái thư mục các bạn. Thì các bạn nhớ ha. Thì mỗi lần nó share thì nó sẽ báo cái dòng này dưới đây của mình là. Như vậy thì chúng ta vừa hoàn tất xong bài tập đầu tiên có tên gọi là tạo mới một project. Thân ái chào các bạn. Chúng ta bắt đầu phần hướng dẫn. Bài đầu tiên có tên gọi là tạo mới một project. Thì thao tác tạo mới như sau. Trước tiên, chúng ta lướt vào nút Start và chọn chức năng Programs, và chúng ta chọn chức năng Microsoft Visual Studio 2005. Và tiếp tục chúng ta cũng chọn biểu tượng này. Thì giao diện màn hình đầu tiên của chúng ta có dạng như sau, và chúng ta thấy như vậy.
Thì trước khi đi vào một thao tác tạo một ứng dụng web thật sự, thì tôi xin nói về một cái phần khai báo khá là quan trọng mà các bạn cần lưu ý. Đó là chúng ta phần khai báo về cái tập tin solution sẽ được lưu ở đâu. Thì chúng ta vào chức năng Tools của thực đơn ha các bạn, và chọn chức năng Option. Thì chúng ta chọn biểu tượng Project and Solution. Thì các bạn nhìn vào trong ô đầu tiên, chúng ta thấy một cái đường dẫn rất là dài. Đường dẫn này là do cái đường dẫn chúng ta khi chúng ta login vào một cái máy thì nó sẽ chuyển đến cái đường dẫn này của chúng ta. Thì cái này là do Visual Studio 2005 mặc định cho chúng ta. Bây giờ không thể nào chúng ta để yên một đường dẫn như vậy được. Vì nếu các bạn để một đường dẫn như vậy, thì khi mà các bạn chép bài tập của chúng ta làm từ từ trường đem về nhà, thì khi đó các bạn chỉ chép cái thư mục mà nó lưu trữ những gì chúng ta làm việc thôi. Ví dụ như tập tin màn hình vân vân, thì về nhà chúng ta sẽ bị mất đi tập tin solution của chúng ta mà nó có cái phần mở rộng là .sln. Vì sao? Là vì quá trình nó lưu tập tin nó sẽ lưu vào thư mục này. Như vậy thì để quản lý tốt hơn, và chúng ta khi chúng ta chép về cái thư mục thì chúng ta an tâm rằng là chúng ta đã chép đầy đủ tất cả những cái tập tin của một ứng dụng web, thì chúng ta phải chủ động chúng ta khai báo cái đường dẫn thư mục mà chứa nó. Thì ở đây chúng ta lưu trong, thường là chúng ta sẽ lưu trong ổ đĩa D, thì các bạn sẽ khai báo D. Và ở đây chúng ta khai báo luôn một cái thư mục mà chúng ta luôn luôn làm việc được trong đó, là tôi đặt tên là bài tập, tôi đặt tên là bài tập lập trình web 2 luôn các bạn. Đây, tôi đặt tên luôn. Thì tùy các bạn có thể đặt thêm một cái chữ khác cũng được, nhưng mà quan trọng là chúng ta phải khai báo đường dẫn này lại. Rồi sau đó chúng ta click vào nút OK. Đó là vừa xong một cái thao tác là khai báo đường dẫn lưu trữ tập tin solution của chúng ta. Bây giờ chúng ta đi vào thao tác tạo ứng dụng web. Chúng ta chọn chức năng là website ở cái dòng tạo mới, hoặc là chúng ta vào file, chúng ta chọn new website. Rồi lúc này đây, theo yêu cầu của đề bài thì cái thuộc tính location này chúng ta phải chọn giá trị là file system và mặc định. Mặc định thì môi trường Visual Studio 2005 cũng chọn cho chúng ta rồi. Và đi vào đây chúng ta khai báo lại cái đường dẫn mà chúng ta mới vừa làm việc tức thì, là cũng là bài tập. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu tạo, rồi sau đó chúng ta chuyển về cửa sổ Explorer, chúng ta xem coi nó cơ chế làm việc lưu trữ tập tin của nó như thế nào. Tôi click vào nút OK. Thì khi chúng ta click vào nút OK thì các bạn thấy rằng là nó có một cái câu thông báo là cái project với một cái tên này nó đã có ở trên đĩa chúng ta rồi, chúng ta có muốn viết đè hay không. Các bạn phải báo là yes. Tại sao? Là vì thật sự ra thì mình chưa có project này các bạn. Vì khi mà nó dựa theo cái đường dẫn mà mình mới vừa khai báo tức thì đó, thì nó tạo ra cái thư mục đó. Và khi mà nó tạo ra thư mục đó là nó chứa cái project của chúng ta, thì nó lại tạo tiếp một cái thư mục nữa là cũng cái tên đó luôn. Thành thử ra lúc đó nó tưởng là mình có project rồi. Thì nó sẽ thông báo. Thì các bạn cứ an tâm, chúng ta click vào nút yes. Rồi khi đi vào đây, các bạn chọn dùm tôi cái option thứ ba là tạo mới một website trong một cái vị trí đã có rồi. Trong vị trí đã có rồi là cái vị trí mà mình đã tạo trước đó, nó đã mới vừa tạo cho mình xong đó các bạn. Thì nếu như các bạn muốn biết rằng chọn chức năng thứ nhất và chức năng thứ hai nó sẽ tạo cái gì trong đó, thì các bạn thoải mái các bạn cứ thử trước khi chúng ta chọn chức năng thứ ba. Rồi sau khi chúng ta thử thì chúng ta sẽ xem lại coi nó làm gì trong đó, thì coi chúng ta có sử dụng được những cái chức năng được hay không. Thì ở đây trong phần bài giải tôi sẽ hướng dẫn các bạn đi theo cái chức năng này để đi đúng hướng hơn. Chúng ta cứ làm và chúng ta sẽ có câu trả lời các bạn. Tự khắc các bạn sẽ thấy được câu trả lời là tại sao tôi lại chọn chức năng thứ ba.
Rồi sau đó tôi lít vào nút OK. Rồi bây giờ sau khi lít vào nút OK rồi thì chúng ta thấy nó đang làm việc nè, mặc định nó sẽ tạo mới một cái website cho chúng ta và nó tạo sẵn một cái trang web đầu tiên trống của chúng ta. Hay các bạn ha, mặc định. Bây giờ chúng ta trở về lại cửa sổ Explorer chúng ta xem. Đây tôi sẽ click vào cửa sổ Explorer. Thì các bạn thấy đây, nó tự động nó tạo cho mình cái thư mục này. Và chúng ta double click vào thì chúng ta thấy rằng là gì, chúng ta có thư mục ABB data đây các bạn à. Rồi và trong đó nó lại có cái thư mục giống cái thư mục bên ngoài nữa, là cũng là bài tập lập trình web 2. Chúng ta vào đây thì chúng ta thấy rõ ràng là nó lưu cái tập tính solution trong đây, các bạn thấy chưa, bây giờ nó lưu vào đây. Vậy thì các bạn sẽ thắc mắc với tôi rằng hồi nãy khi mình khai báo cái tập tin này thì mình chỉ khai báo lưu trong đây mà thôi, tại sao bây giờ nó lưu ở trong đây? Thì lý do như tôi nói các bạn rằng là khi mình khai báo mà cái project của mình hồi nãy đó, mình khai báo đây nè các bạn, mình khai báo là project mình lưu ở đây, thì rõ ràng rằng cái đường dẫn mà lưu solution làm sao nó trùng được, nó yêu cầu mình, nó đòi là tạo lập trình web 3, các bạn thấy không? Nhưng mà nếu chúng ta tạo ra một cái lập trình web 3 thì khi chúng ta chép về chúng ta phải chép về cả hai cái thư mục, chi bằng bây giờ khi chúng ta chép về chúng ta chỉ chép đúng cái thư mục này là nó đem về hết cho chúng ta luôn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta trở lại bài. Ở đây bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tạo những cái thư mục mà chúng ta cần sử dụng và những thư mục nào chúng ta không cần sử dụng chúng ta được phép bỏ. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ bỏ và ở đây chúng ta sẽ bỏ đi. Và ngay cả cái thư mục này các bạn cũng chưa sử dụng luôn, vì chúng ta mới học chúng ta cũng chưa có sử dụng mà các bạn. Và thư mục này chúng ta sẽ được sử dụng trong bài số 3 trở đi. Bài số 3 hoặc bài số 4. Và chúng ta cũng sẽ xóa nó luôn. Rồi xong. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu tạo những cái thư mục mà do ứng dụng yêu cầu. Do bài tập yêu cầu. Đầu tiên vô, tôi sẽ tạo cái thứ mục hình. Thì thứ mục hình dùng để lưu trữ những hình ảnh minh họa cho cái giao diện của những trang web của chúng ta đẹp hơn. Và thư mục thứ hai, các bạn để ý là khi tôi tạo một cái thư mục á, là tôi phải chọn ngay cái project này của chúng ta. Và tôi tạo tiếp là new folder. Và tôi tạo tiếp thư mục thứ hai là thư mục màn hình. Để làm gì? Thư mục màn hình này dùng để lưu các trang web mà chúng ta tạo theo những yêu cầu bài tập tiếp sau. Thì trong những bài tập tiếp theo sau của chúng ta, nó sẽ phân ra từng nhóm bài, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. Và trong bài 1 sẽ có nhiều bài tập trong đó và tương tự trong bài 2, bài 3. Như vậy thì thư mục màn hình này tôi sẽ tạo tiếp những thư mục con của nó. Thì các bạn thấy bây giờ tôi lại chọn thư mục màn hình và tôi lại tạo tiếp. Là bài 1. Tôi enter. Và tương tự tôi chọn thư mục màn hình và tôi tạo bài 2. Tôi enter và tôi chọn tiếp và tôi tạo bài 3. Rồi. Tiếp theo, tôi lại tạo tiếp thư mục upload. Thì tại sao ở đây tôi muốn tạo sẵn hết cho các bạn là vì những thư mục này nó sẽ đáp ứng cho những yêu cầu của bài tập chúng ta sau. Bây giờ trong cái quá trình mà chúng ta tổ chức như vậy, chúng ta sẽ tạo một lần. Thì cái nhiệm vụ các bạn là các bạn cứ tạo cho tôi. Là vì ở đây là chúng ta đang tập cái thao tác mà tổ chức mà các bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta xem coi là chúng ta sẽ còn thiếu những cái thư mục nào theo yêu cầu của đề bài. Rồi, như vậy thì chúng ta vừa đủ xong yêu cầu của đề bài. Và khi được tới đây xong rồi, chúng ta lướt vào nút Save All. Để làm gì? Để nó save những cái thông tin mà nó quản lý
Ví dụ những cái thư mục này bây giờ nó sẽ sao vào tập tin project để nó lưu, nó biết rằng nó có bao nhiêu cái thư mục các bạn. Thì các bạn nhớ ha, thì mỗi lần nó sao thì nó sẽ báo cái dòng này dưới đây của mình là. Như vậy thì chúng ta vừa hoàn tất xong bài tập đầu tiên có tên gọi là tạo mới một project. Thân ái chào các bạn. Chúng ta bắt đầu phần hướng dẫn. Bài đầu tiên có tên gọi là tạo mới một project. Thì thao tác tạo mới như sau. Trước tiên chúng ta click vào nút Start và chọn chức năng Programs, và chúng ta chọn chức năng Microsoft Visual Studio 2005. Và tiếp tục chúng ta cũng chọn biểu tượng này. Thì giao diện màn hình đầu tiên của chúng ta có dạng như sau. Và chúng ta thấy như vậy. Thì trước khi đi vào một thao tác tạo một ứng dụng web thật sự, thì tôi sẽ nói về một cái phần khai báo khá là quan trọng mà các bạn cần lưu ý. Đó là chúng ta phần khai báo về cái tập tin solution sẽ được lưu ở đâu. Thì chúng ta vào chức năng Tools của thực đơn các bạn, và chọn chức năng Option. Thì chúng ta chọn biểu tượng Project and Solution. Thì các bạn nhìn vào trong ô đầu tiên, chúng ta thấy một cái đường dẫn rất là dài. Đường dẫn này là do cái đường dẫn chúng ta khi chúng ta login vào một cái máy thì nó sẽ chuyển đến cái đường dẫn này của chúng ta. Thì cái này là do Visual Studio 2005 mặc định cho chúng ta. Bây giờ không thể nào chúng ta để yên một đường dẫn như vậy được. Vì nếu các bạn để một đường dẫn như vậy thì khi mà các bạn chép bài tập của chúng ta làm từ từ trường đem về nhà, thì khi các bạn đó, khi đó các bạn chỉ chép cái thư mục mà nó lưu trữ những gì chúng ta làm việc thôi, ví dụ như tập tin màn hình vân vân, thì về nhà chúng ta sẽ bị mất đi tập tin solution của chúng ta mà nó có cái phần mở rộng là .sln. Vì sao? Là vì quá trình nó lưu tập tin nó sẽ lưu vào thư mục này. Như vậy thì để quản lý tốt hơn, và chúng ta khi chúng ta chép về cái thư mục thì chúng ta an tâm rằng là chúng ta đã chép đầy đủ tất cả những cái tập tin của một ứng dụng web, thì chúng ta phải chủ động chúng ta khai báo cái đường dẫn thư mục mà chứa nó. Thì ở đây chúng ta lưu trong, thường là chúng ta sẽ lưu trong ổ đĩa D, thì các bạn sẽ khai báo D. Và ở đây chúng ta khai báo luôn một cái thư mục mà chúng ta luôn luôn làm việc được trong đó, là tôi đặt tên là bài tập, tôi đặt tên là bài tập lập trình web 2 luôn các bạn. Đây, tôi đặt tên luôn. Thì tùy các bạn có thể đặt thêm một cái chữ khác cũng được, nhưng mà quan trọng là chúng ta phải khai báo đường dẫn này lại. Rồi sau đó chúng ta click vào nút OK. Đó là vừa xong một cái thao tác là khai báo đường dẫn lưu trữ tập tin solution của chúng ta. Bây giờ chúng ta đi vào thao tác tạo ứng dụng web. Chúng ta chọn chức năng là website ở cái dòng tạo mới, hoặc là chúng ta vào file, chúng ta chọn new website. Rồi lúc này đây, theo yêu cầu của đề bài thì cái thuộc tính location này chúng ta phải chọn giá trị là file system, và mặc định mặc định thì môi trường Visual Studio 2005 cũng chọn cho chúng ta rồi. Và đi vào đây chúng ta khai báo lại cái đường dẫn mà chúng ta mới vừa làm việc tức thì, là cũng là bài tập. Rồi. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu tạo, rồi sau đó chúng ta chuyển về cửa sổ Explorer, chúng ta xem coi nó cơ chế làm việc lưu trữ tập tin của nó như thế nào. Rồi, tôi click vào nút OK. Thì khi chúng ta click vào nút OK thì các bạn thấy rằng là nó có một cái câu thông báo là cái project với một cái tên này nó đã có ở trên đĩa chúng ta rồi, chúng ta có muốn viết đè hay không. Thì các bạn phải báo là yes. Tại sao? Là vì thật sự ra thì mình chưa có project này các bạn. Vì khi mà nó dựa theo cái đường dẫn mà mình mới vừa khai báo tức thì đó, thì nó tạo ra cái thư mục đó. Và khi mà nó tạo ra thư mục đó là nó chứa cái project của chúng ta, thì nó lại tạo tiếp một cái thư mục nữa là cũng cái tên đó luôn. Thành thử ra lúc đó nó tưởng là mình có project rồi.
Đây, thì nó sẽ thông báo. Thì các bạn cứ an tâm, chúng ta lít vào nút Yes. Rồi, khi đi vào đây, các bạn chọn dùm tôi cái option thứ ba là tạo mới một website trong một cái vị trí đã có rồi. À, trong vị trí đã có rồi là cái vị trí mà mình đã tạo trước đó, nó đã mới vừa tạo cho mình xong đó các bạn. Thì nếu như các bạn muốn biết rằng chọn chức năng thứ nhất và chức năng thứ hai nó sẽ tạo cái gì trong đó thì các bạn thoải mái các bạn cứ thử trước khi chúng ta chọn chức năng thứ ba. Rồi sau khi chúng ta thử thì chúng ta sẽ xem lại coi nó làm gì trong đó ha, để coi chúng ta có sử dụng được những cái chức năng được hay không ha. Thì ở đây trong phần bài giảng tôi sẽ hướng dẫn các bạn đi theo cái chức năng này để đi đúng hướng hơn. Chúng ta cứ làm và chúng ta sẽ có câu trả lời các bạn, tự khắc các bạn sẽ thấy được câu trả lời là tại sao tôi lại chọn chức năng thứ ba. Rồi sau đó tôi lít vào nút OK. Rồi bây giờ sau khi lít vào nút OK rồi thì chúng ta thấy nó đang làm việc nè, mặc định nó sẽ tạo mới một cái website cho chúng ta và nó tạo sẵn một cái trang web đầu tiên trống của chúng ta. Hay các bạn ha, mặc định. Bây giờ chúng ta trở về lại cửa sổ Explorer chúng ta xem. Đây tôi sẽ lít vào cửa sổ Explorer. Thì các bạn thấy đây, nó tự động nó tạo cho mình cái thư mục này và chúng ta double click vào thì chúng ta thấy rằng là gì, chúng ta có thư mục ABB data đây các bạn. Rồi và trong đó nó lại có cái thư mục giống cái thư mục bên ngoài nữa là cũng là bài tập lập tin web 2. Chúng ta vào đây thì chúng ta thấy rõ ràng là nó lưu cái tập tin solution trong đây, các bạn thấy chưa? Bây giờ nó lưu vào đây. Vậy thì các bạn sẽ thắc mắc với tôi rằng hồi nãy khi mình khai báo cái tập tin này thì mình chỉ khai báo lưu trong đây mà thôi, tại sao bây giờ nó lưu ở trong đây? Thì lý do như tôi nói các bạn rằng là khi mình khai báo mà cái project của mình hồi nãy đó, mình khai báo đây nè các bạn. Mình khai báo là project mình lưu ở đây thì rõ ràng rằng cái đường dẫn mà lưu solution làm sao nó trùng được, nó yêu cầu mình, nó đòi là tạo lập trình web 3, các bạn thấy không? Nhưng mà nếu chúng ta tạo ra một cái lập trình web 3 thì khi chúng ta chép về chúng ta phải chép về cả hai cái thư mục. Chi bằng bây giờ khi chúng ta chép về chúng ta chỉ chép đúng cái thư mục này là nó đem về hết cho chúng ta luôn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta trở lại bài. Ở đây bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tạo những cái thư mục mà chúng ta cần sử dụng và những thư mục nào chúng ta không cần sử dụng chúng ta được phép bỏ. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ bỏ và ở đây chúng ta sẽ bỏ đi. Và ngay cả cái thư mục này các bạn cũng chưa sử dụng luôn, vì chúng ta mới học chúng ta cũng chưa có sử dụng mà các bạn. Và thư mục này chúng ta sẽ được sử dụng trong bài số 3 trở đi. Bài số 3, bài số, xin lỗi, bài số 4. Và chúng ta cũng sẽ xóa nó luôn. Rồi xong. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu tạo những cái thư mục mà do ứng dụng yêu cầu. Xin lỗi, do bài tập yêu cầu. Đầu tiên vô, tôi sẽ tạo cái thứ một hình. Thì thứ một hình dùng để lưu trữ những hình ảnh minh họa cho cái giao diện của những trang web của chúng ta đẹp hơn. Và thư mục thứ hai, các bạn để ý là khi tôi tạo một cái thư mục á, là tôi phải chọn ngay cái project này của chúng ta. Và tôi tạo tiếp là new folder. Và tôi tạo tiếp thư mục thứ hai là thư mục màn hình. Để làm gì? Thư mục màn hình này dùng để lưu các trang web mà chúng ta tạo theo những yêu cầu bài tập tiếp sau. Tiếp theo sau. Thì trong những bài tập tiếp theo sau của chúng ta, nó sẽ phân ra từng nhóm bài, nhóm bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. Và trong bài 1 sẽ có nhiều bài tập trong đó và tương tự trong bài 2, bài 3. Như vậy thì thư mục màn hình này tôi sẽ tạo tiếp những thư mục con của nó. Thì các bạn thấy tôi lại bây giờ tôi lại chọn thư mục màn hình và tôi lại tạo tiếp. Là bài 1. Tôi enter và tương tự tôi chọn thư mục màn hình và tôi tạo bài 2. Tôi enter và tôi chọn tiếp và tôi tạo bài 3.
Rồi. Tiếp theo, tôi lại tạo tiếp thư mục upload. Thì tại sao ở đây tôi muốn tạo sẵn hết cho các bạn là vì những thư mục này nó sẽ đáp ứng cho những cái yêu cầu của bài tập chúng ta sau. Bây giờ trong cái quá trình mà chúng ta tổ chức như vậy, chúng ta sẽ tạo một lần. Thì cái nhiệm vụ các bạn là các bạn cứ tạo cho tôi. Là vì ở đây là chúng ta đang tập cái thao tác mà tổ chức mà các bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta xem coi là chúng ta sẽ còn thiếu những cái thư mục nào theo yêu cầu của đề bài. Rồi, như vậy thì chúng ta vừa đủ xong yêu cầu của đề bài. Và khi được tới đây xong rồi, chúng ta lướt vào nút Save On để làm gì? Để nó save những cái thông tin mà nó quản lý. Ví dụ những cái thư mục này, bây giờ nó sẽ save vào tập tin Project. Để nó luôn nó biết rằng nó có bao nhiêu cái thư mục các bạn. Thì các bạn nhớ ha. Thì mỗi lần nó share thì nó sẽ báo cái dòng này dưới đây của mình là. Như vậy thì chúng ta vừa hoàn tất xong bài tập đầu tiên có tên gọi là tạo mới một project. Thân ái chào các bạn. Chúng ta bắt đầu phần hướng dẫn. Bài đầu tiên có tên gọi là tạo mới một project. Thì thao tác tạo mới như sau. Trước tiên, chúng ta lướt vào nút Start và chọn chức năng Programs và chúng ta chọn chức năng Microsoft Visual Studio 2005 và tiếp tục chúng ta cũng chọn biểu tượng này. Thì giao diện màn hình đầu tiên của chúng ta có dạng như sau và chúng ta thấy như vậy. Thì trước khi đi vào một thao tác tạo một ứng dụng web thật sự thì tôi xin nói về một cái phần khai báo khá là quan trọng mà các bạn cần lưu ý. Đó là chúng ta phần khai báo về cái tập tin solution sẽ được lưu ở đâu. Thì chúng ta vào chức năng Tools của thực đơn các bạn và chọn chức năng Option. Thì chúng ta chọn biểu tượng Project and Solution. Thì các bạn nhìn vào trong cái ô đầu tiên chúng ta thấy một cái đường dẫn rất là dài. Đường dẫn này là do cái đường dẫn chúng ta khi chúng ta login vào một cái máy thì nó sẽ chuyển đến cái đường dẫn này của chúng ta. Thì cái này là do Visual Studio 2005 mặc định cho chúng ta. Bây giờ không thể nào chúng ta để y một đường dẫn như vậy được. Vì nếu các bạn để một đường dẫn như vậy thì khi mà các bạn chép bài tập của chúng ta làm từ từ trường đem về nhà thì khi đó các bạn chỉ chép cái thư mục mà nó lưu trữ những gì chúng ta làm việc thôi, ví dụ như tập tin màn hình vân vân, thì về nhà chúng ta sẽ bị mất đi tập tin solution của chúng ta mà nó có cái phần mở rộng là .sln. Vì sao? Là vì quá trình nó lưu tập tin nó sẽ lưu vào thư mục này. Như vậy thì để quản lý tốt hơn và chúng ta khi chúng ta chép về cái thư mục thì chúng ta an tâm rằng là chúng ta đã chép đầy đủ tất cả những cái tập tin của một ứng dụng web thì chúng ta phải chủ động chúng ta khai báo cái đường dẫn thư mục mà chứa nó. Thì ở đây chúng ta lưu trong thường là chúng ta sẽ lưu trong ổ đĩa D thì các bạn sẽ khai báo D và ở đây chúng ta khai báo luôn một cái thư mục mà chúng ta luôn luôn làm việc được trong đó là tôi đặt tên là bài tập tôi đặt tên là bài tập lập trình web 2 luôn các bạn. Đây, tôi đặt tên luôn thì tùy các bạn có thể đặt thêm một cái chữ khác cũng được nhưng mà quan trọng là chúng ta phải khai báo đường dẫn này lại rồi sau đó chúng ta lướt vào nút OK. Đó là vừa xong một cái thao tác là khai báo đường dẫn lưu trữ tập tin solution của chúng ta. Bây giờ chúng ta đi vào thao tác tạo ứng dụng web. Chúng ta chọn chức năng là website ở cái dòng tạo mới. Hoặc là chúng ta vào file, chúng ta chọn new website. Rồi, lúc này đây theo yêu cầu của đề bài thì cái thuộc tính location này chúng ta phải chọn giá trị là file system và mặc định. Mặc định thì môi trường Visual Studio 2005 cũng chọn cho chúng ta rồi. Và đi vào đây chúng ta khai báo lại cái đường dẫn mà chúng ta mới vừa làm việc tức thì là cũng là bài tập
Rồi. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu tạo, rồi sau đó chúng ta chuyển về cửa sổ Explorer, chúng ta xem coi nó cơ chế làm việc, lưu trữ tập tin của nó như thế nào. Rồi, tôi lướt vào nút OK. Thì khi chúng ta lướt vào nút OK thì các bạn thấy rằng là nó có một cái câu thông báo ha, là cái project với một cái tên này nó đã có ở trên đĩa chúng ta rồi, chúng ta có muốn viết đề hay không. Thì các bạn phải báo là yes. Tại sao? Là vì thật sự ra thì mình chưa có project này các bạn ha. Vì khi mà nó dựa theo cái đường dẫn mà mình mới vừa khai báo tức thì đó, thì nó tạo ra cái thư mục đó. Và khi mà nó tạo ra thư mục đó là nó chứa cái project của chúng ta, thì nó lại tạo tiếp một cái thư mục nữa là cũng cái tên đó luôn. Thành thử ra lúc đó nó tưởng là mình có project rồi. Thì nó sẽ thông báo, thì các bạn cứ an tâm, chúng ta lướt vào nút yes. Rồi. Khi đi vào đây, các bạn chọn giùm tôi cái option thứ ba là tạo mới một website trong một cái vị trí đã có rồi. Trong vị trí đã có rồi là cái vị trí mà mình đã tạo trước đó. Nó đã mới vừa tạo cho mình xong đó các bạn. Thì nếu như các bạn muốn biết rằng chọn chức năng thứ nhất và chức năng thứ hai nó sẽ tạo cái gì trong đó, thì các bạn thoải mái các bạn cứ thử trước khi chúng ta chọn chức năng thứ ba. Rồi sau khi chúng ta thử thì chúng ta sẽ xem lại coi nó làm gì trong đó ha, để coi chúng ta có sử dụng được những cái chức năng được hay không ha. Thì ở đây trong phần bài giảng tôi sẽ hướng dẫn các bạn đi theo cái chức năng này để đi đúng hướng hơn. Chúng ta cứ làm và chúng ta sẽ có câu trả lời các bạn, tự khắc các bạn sẽ thấy được câu trả lời là tại sao tôi lại chọn chức năng thứ ba. Rồi sau đó tôi lướt vào nút OK. Rồi bây giờ sau khi lướt vào nút OK rồi thì chúng ta thấy nó đang làm việc nè, mặc định nó sẽ tạo mới một cái website cho chúng ta và nó tạo sẵn một cái trang web đầu tiên trống của chúng ta. Hay các bạn ha, mặc định. Bây giờ chúng ta trở về lại cửa sổ Explorer chúng ta xem. Đây tôi sẽ lướt vào cửa sổ Explorer. Thì các bạn thấy đây, nó tự động nó tạo cho mình cái thư mục này và chúng ta double click vào thì chúng ta thấy rằng là gì, chúng ta có thư mục ABB data đây các bạn. Rồi và trong đó nó lại có cái thư mục giống cái thư mục bên ngoài nữa là cũng là bài tập lập trình web 2. Chúng ta vào đây thì chúng ta thấy rõ ràng là nó lưu cái tập tin solution trong đây, các bạn thấy chưa? Bây giờ nó lưu vào đây. Vậy thì các bạn sẽ thắc mắc với tôi rằng hồi nãy khi mình khai báo cái tập tin này thì mình chỉ khai báo lưu trong đây mà thôi, tại sao bây giờ nó lưu ở trong đây? Thì lý do như tôi nói các bạn rằng là khi mình khai báo mà cái project của mình hồi nãy đó, mình khai báo đây nè các bạn. Mình khai báo là project mình lưu ở đây thì rõ ràng rằng cái đường dẫn mà lưu solution làm sao nó trùng được, nó yêu cầu mình nó đòi là tạo lập trình web 3 các bạn thấy không? Nhưng mà nếu chúng ta tạo ra một cái lập trình web 3 thì khi chúng ta chép về chúng ta phải chép về cả hai cái thư mục. Chi bằng bây giờ khi chúng ta chép về chúng ta chỉ chép đúng cái thư mục này là nó đem về hết cho chúng ta luôn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta trở lại bài. Ở đây bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tạo những cái thư mục mà chúng ta cần sử dụng và những thư mục nào chúng ta không cần sử dụng chúng ta được phép bỏ. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ bỏ và ở đây chúng ta sẽ bỏ đi. Và ngay cả cái thư mục này các bạn cũng chưa sử dụng luôn, vì chúng ta mới học chúng ta cũng chưa có sử dụng đâu các bạn. Và thư mục này chúng ta sẽ được sử dụng trong bài số 3 trở đi. Bài số 3, bài số, xin lỗi, bài số 4. Và chúng ta cũng sẽ xóa nó luôn. Rồi xong. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu tạo những cái thư mục mà do ứng dụng yêu cầu. Xin lỗi, do bài tập yêu cầu. Đầu tiên vô, tôi sẽ tạo cái thứ một hình. Thì thứ một hình dùng để lưu trữ những hình ảnh minh họa cho cái giao diện của những trang web của chúng ta đẹp hơn. Và thư mục thứ hai, các bạn để ý là khi tôi tạo một cái thư mục á, là tôi phải chọn ngay cái project này của chúng ta.
Và tôi tạo tiếp là New Folder. Và tôi tạo tiếp thư mục thứ hai là thư mục màn hình. Để làm gì? Thư mục màn hình này dùng để lưu các trang web mà chúng ta tạo theo những yêu cầu bài tập tiếp sau và tiếp theo sau. Thì trong những bài tập tiếp theo sau của chúng ta, nó sẽ phân ra từng nhóm bài, nhóm bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. Và trong bài 1 sẽ có nhiều bài tập trong đó và tương tự trong bài 2, bài 3. Như vậy thì thư mục màn hình này tôi sẽ tạo tiếp những thư mục con của nó. Thì các bạn thấy tôi lại bây giờ tôi lại chọn thư mục màn hình và tôi lại tạo tiếp. Là bài 1. Tôi enter và tương tự tôi chọn thư mục màn hình và tôi tạo bài 2. Tôi enter và tôi chọn tiếp và tôi tạo bài 3. Rồi. Tiếp theo, tôi lại tạo tiếp thư mục upload. Thì tại sao ở đây tôi muốn tạo sẵn hết cho các bạn là vì những thư mục này nó sẽ đáp ứng cho những cái yêu cầu của bài tập chúng ta sau. Bây giờ trong cái quá trình mà chúng ta tổ chức như vậy, chúng ta sẽ tạo một lần. Thì cái nhiệm vụ các bạn là các bạn cứ tạo cho tôi. Là vì ở đây là chúng ta đang tập cái thao tác mà tổ chức mà các bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta xem coi là chúng ta sẽ còn thiếu những cái thư mục nào theo yêu cầu của đề bài. Rồi, như vậy thì chúng ta vừa đủ xong yêu cầu của đề bài. Và khi được tới đây xong rồi, chúng ta lướt vào nút Save On. Để làm gì? Để nó save những cái thông tin mà nó quản lý. Ví dụ những cái thư mục này, bây giờ nó sẽ save vào tập tin project. Để nó lưu, nó biết rằng nó có bao nhiêu cái thư mục các bạn. Thì các bạn nhớ ha. Thì mỗi lần nó share thì nó sẽ báo cái dòng này dưới đây của mình. Như vậy thì chúng ta vừa hoàn tất xong bài tập đầu tiên có tên gọi là tạo mới một project. Thân ái chào các bạn. Chúng ta bắt đầu phần hướng dẫn. Bài đầu tiên có tên gọi là tạo mới một project. Thì thao tác tạo mới như sau. Trước tiên, chúng ta lướt vào nút Start và chọn chức năng Programs và chúng ta chọn chức năng Microsoft Visual Studio 2005 và tiếp tục chúng ta cũng chọn biểu tượng này. Thì giao diện màn hình đầu tiên của chúng ta có dạng như sau, và chúng ta thấy như vậy. Thì trước khi đi vào một thao tác tạo một ứng dụng web thật sự, thì tôi sẽ nói về một cái phần khai báo khá là quan trọng mà các bạn cần lưu ý. Đó là chúng ta phần khai báo về cái tập tin solution sẽ được lưu ở đâu. Thì chúng ta vào chức năng Tools của thực đơn các bạn và chọn chức năng Option. Thì chúng ta chọn biểu tượng Project and Solution. Thì các bạn nhìn vào trong ô đầu tiên chúng ta thấy một cái đường dẫn rất là dài. Đường dẫn này là do cái đường dẫn chúng ta khi chúng ta login vào một cái máy thì nó sẽ chuyển đến cái đường dẫn này của chúng ta. Thì cái này là do Visual Studio 2005 mặc định cho chúng ta. Bây giờ không thể nào chúng ta để y một đường dẫn như vậy được, vì nếu các bạn để một đường dẫn như vậy thì khi mà các bạn chép bài tập của chúng ta làm từ từ trường đem về nhà, thì khi đó các bạn chỉ chép cái thư mục mà nó lưu trữ những gì chúng ta làm việc thôi, ví dụ như tập tin màn hình vân vân, thì về nhà chúng ta sẽ bị mất đi tập tin solution của chúng ta mà nó có cái phần mở rộng là .sln. Vì sao? Là vì quá trình nó lưu tập tin nó sẽ lưu vào thư mục này. Như vậy thì để quản lý tốt hơn và chúng ta khi chúng ta chép về cái thư mục thì chúng ta an tâm rằng là chúng ta đã chép đầy đủ tất cả những cái tập tin của một ứng dụng web, thì chúng ta phải chủ động chúng ta khai báo cái đường dẫn thư mục mà chứa nó. Thì ở đây chúng ta lưu trong, thường là chúng ta sẽ lưu trong ổ đĩa D, thì các bạn sẽ khai báo D. Và ở đây chúng ta khai báo luôn một cái thư mục mà chúng ta luôn luôn làm việc được trong đó, là tôi đặt tên là bài tập, tôi đặt tên là bài tập lập trình web 2 luôn các bạn.
tôi đặt tên luôn. Thì tùy các bạn có thể đặt thêm một cái chữ khác cũng được. Nhưng mà quan trọng là chúng ta phải khai báo đường dẫn này lại. Rồi, sau đó chúng ta click vào nút OK. Đó là vừa xong một cái thao tác là khai báo đường dẫn lưu trữ tập tin solution của chúng ta. Bây giờ chúng ta đi vào thao tác tạo ứng dụng web. Chúng ta chọn chức năng là website ở cái dòng tạo mới. Hoặc là chúng ta vào file, chúng ta chọn new website. Rồi, lúc này đây theo yêu cầu của đề bài thì cái thuộc tính location này chúng ta phải chọn giá trị là file system và mặc định. Mặc định thì môi trường Visual Studio 2005 cũng chọn cho chúng ta rồi. Và đi vào đây chúng ta khai báo lại cái đường dẫn mà chúng ta mới vừa làm việc tức thì là cũng là bài tập. Rồi. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu tạo, rồi sau đó chúng ta chuyển về cửa sổ Explorer, chúng ta xem coi nó cơ chế làm việc lưu trữ tập tin của nó như thế nào. Tôi click vào nút OK. Thì khi chúng ta click vào nút OK thì các bạn thấy rằng là nó có một cái câu thông báo là cái project với cái tên này nó đã có ở trên đĩa chúng ta rồi, chúng ta có muốn viết đề hay không. Các bạn phải báo là yes. Tại sao? Là vì thật sự ra thì mình chưa có project này các bạn vì khi mà nó dựa theo cái đường dẫn mà mình mới vừa khai báo tức thì đó thì nó tạo ra cái thư mục đó. Và khi mà nó tạo ra thư mục đó là nó chứa cái project của chúng ta thì nó lại tạo tiếp một cái thư mục nữa là cũng cái tên đó luôn. Thành thử ra lúc đó nó tưởng là mình có project rồi thì nó sẽ thông báo. Thì các bạn cứ an tâm, chúng ta click vào nút yes. Rồi, khi đi vào đây các bạn chọn dùm tôi cái option thứ ba là tạo mới một website trong một cái vị trí đã có rồi. Trong vị trí đã có rồi là cái vị trí mà mình đã tạo trước đó, nó đã mới vừa tạo cho mình xong đó các bạn. Thì nếu như các bạn muốn biết rằng chọn chức năng thứ nhất và chức năng thứ hai nó sẽ tạo cái gì trong đó thì các bạn thoải mái các bạn cứ thử trước khi chúng ta chọn chức năng thứ ba, rồi sau khi chúng ta thử thì chúng ta sẽ xem lại coi nó làm gì trong đó để coi chúng ta có sử dụng được những cái chức năng được hay không. Thì ở đây trong phần bài giảng tôi sẽ hướng dẫn các bạn đi theo cái chức năng này để đi đúng hướng hơn. Chúng ta cứ làm rồi chúng ta sẽ có câu trả lời các bạn. Tự khắc các bạn sẽ thấy được câu trả lời là tại sao tôi lại chọn chức năng thứ ba. Rồi sau đó tôi click vào nút OK. Rồi bây giờ sau khi click vào nút OK rồi thì chúng ta thấy nó đang làm việc nè. Mặc định nó sẽ tạo mới một cái website cho chúng ta và nó tạo sẵn một cái trang web đầu tiên trống của chúng ta. Hay các bạn ha. Mặc định. Bây giờ chúng ta trở về lại cửa sổ Explorer chúng ta xem. Đây, tôi sẽ click vào cửa sổ Explorer. Thì các bạn thấy đây, nó tự động nó tạo cho mình cái thư mục này. Và chúng ta double click vào. Thì chúng ta thấy rằng là gì? Chúng ta có thư mục ABB Data. Đây các bạn. Rồi, và trong đó nó lại có cái thư mục giống cái thư mục bên ngoài nữa là cũng là bài tập lập tin web 2 chúng ta vào đây. Thì chúng ta thấy rõ ràng là nó lưu cái tập tin solution trong đây các bạn thấy chưa? Bây giờ nó lưu vào đây. Vậy thì các bạn sẽ thắc mắc với tôi rằng hồi nãy khi mình khai báo cái tập tin này thì mình chỉ khai báo lưu trong đây mà thôi, tại sao bây giờ nó lưu ở trong đây? Thì lý do như tôi nói các bạn rằng là khi mình khai báo mà cái project của mình hồi nãy đó mình khai báo đây nè các bạn. Mình khai báo là project mình lưu ở đây thì rõ ràng là cái đường dẫn mà lưu solution làm sao nó trùng được, nó yêu cầu mình nó đòi là tạo lập trình web 3 các bạn thấy không? Nhưng mà nếu chúng ta tạo ra một cái lập trình web 3 thì khi chúng ta chép về chúng ta phải chép về cả hai cái thư mục. Chi bằng bây giờ khi chúng ta chép về chúng ta chỉ chép đúng cái thư mục này là nó đem về hết cho chúng ta luôn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta trở lại bài. Ở đây bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tạo những cái thư mục mà chúng ta cần sử dụng và những thư mục nào chúng ta không cần sử dụng chúng ta được phép bỏ. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ bỏ và ở đây chúng ta sẽ bỏ đi. Và ngay cả cái thư mục này
các bạn cũng chưa sử dụng luôn, vì chúng ta mới học, chúng ta cũng chưa có sử dụng đâu các bạn. Và thư mục này chúng ta sẽ được sử dụng trong bài số 3 trở đi ha. Bài số 3, bài số 4. Và chúng ta cũng sẽ xóa nó luôn. Rồi xong. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu tạo những cái thư mục mà do ứng dụng yêu cầu. Do bài tập yêu cầu. Đầu tiên vô, tôi sẽ tạo cái thứ mục hình. Thì thứ mục hình dùng để lưu trữ những hình ảnh minh họa cho cái giao diện của những trang web của chúng ta đẹp hơn. Và thư mục thứ hai, các bạn để ý là khi tôi tạo một cái thư mục đó, là tôi phải chọn ngay cái project này của chúng ta. Và tôi tạo tiếp là new folder. Và tôi tạo tiếp thư mục thứ hai là thư mục màn hình. Để làm gì? Thư mục màn hình này dùng để lưu các trang web mà chúng ta tạo theo những yêu cầu bài tập tiếp sau. Thì trong những bài tập tiếp theo sau của chúng ta, nó sẽ phân ra từng nhóm bài, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. Và trong bài 1 sẽ có nhiều bài tập trong đó, và tương tự trong bài 2, bài 3. Như vậy thì thư mục màn hình này tôi sẽ tạo tiếp những thư mục con của nó. Thì các bạn thấy bây giờ tôi lại chọn thư mục màn hình và tôi lại tạo tiếp. Là bài 1. Tôi enter và tương tự tôi chọn thư mục màn hình và tôi tạo bài 2. Tôi enter và tôi chọn tiếp và tôi tạo bài 3. Rồi. Tiếp theo, tôi lại tạo tiếp thư mục upload. Thì tại sao ở đây tôi muốn tạo sẵn hết cho các bạn là vì những thư mục này nó sẽ đáp ứng cho những cái yêu cầu của bài tập chúng ta sau. Bây giờ trong cái quá trình mà chúng ta tổ chức như vậy, chúng ta sẽ tạo một lần. Thì cái nhiệm vụ các bạn là các bạn cứ tạo cho tôi. Là vì ở đây là chúng ta đang tập cái thao tác mà tổ chức mà các bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta xem coi là chúng ta sẽ còn thiếu những cái thư mục nào theo yêu cầu của đề bài. Rồi, như vậy thì chúng ta vừa đủ xong yêu cầu của đề bài. Và khi được tới đây xong rồi, chúng ta lướt vào nút Save On. Để làm gì? Để nó save những cái thông tin mà nó quản lý. Ví dụ những cái thư mục này, bây giờ nó sẽ save vào tập tin Project. Để nó lưu, nó biết rằng nó có bao nhiêu cái thư mục các bạn. Thì các bạn nhớ ha. Thì mỗi lần nó share thì nó sẽ báo cái dòng này dưới đây của mình là. Như vậy thì chúng ta vừa hoàn tất xong bài tập đầu tiên có tên gọi là tạo mới một project. Thân ái chào các bạn. Chúng ta bắt đầu phần hướng dẫn. Bài đầu tiên có tên gọi là tạo mới một project. Thì thao tác tạo mới như sau. Trước tiên, chúng ta lướt vào nút Start và chọn chức năng Programs và chúng ta chọn chức năng Microsoft Visual Studio 2005 và tiếp tục chúng ta cũng chọn biểu tượng này. Thì giao diện màn hình đầu tiên của chúng ta có dạng như sau và chúng ta thấy như vậy. Thì trước khi đi vào một thao tác tạo một ứng dụng web thật sự thì tôi xin nói về một cái phần khai báo khá là quan trọng mà các bạn cần lưu ý. Đó là chúng ta phần khai báo về cái tập tin solution sẽ được lưu ở đâu. Thì chúng ta vào chức năng Tools của thực đơn các bạn và chọn chức năng Option. Thì chúng ta chọn biểu tượng Project and Solution. Thì các bạn nhìn vào trong cái ô đầu tiên chúng ta thấy một cái đường dẫn rất là dài. Đường dẫn này là do cái đường dẫn chúng ta khi chúng ta login vào một cái máy thì nó sẽ chuyển đến cái đường dẫn này của chúng ta. Thì cái này là do Visual Studio 2005 mặc định cho chúng ta. Bây giờ không thể nào chúng ta để yên một đường dẫn như vậy được, vì nếu các bạn để một đường dẫn như vậy thì khi mà các bạn chép bài tập của chúng ta làm từ từ trường đem về nhà thì khi đó các bạn chỉ chép cái thư mục mà nó lưu trữ những gì chúng ta làm việc thôi, ví dụ như tập tin màn hình vân vân,
thì về nhà chúng ta sẽ bị mất đi tập tin solution của chúng ta, mà nó có cái phần mở rộng là chấm SLN. Vì sao? Là vì quá trình nó lưu tập tin nó sẽ lưu vào thư mục này. Như vậy thì để quản lý tốt hơn, và chúng ta khi chúng ta chép về cái thư mục thì chúng ta an tâm rằng là chúng ta đã chép đầy đủ tất cả những cái tập tin của một ứng dụng web, thì chúng ta phải chủ động chúng ta khai báo cái đường dẫn thư mục mà chứa nó. Thì ở đây chúng ta lưu trong, thường là chúng ta sẽ lưu trong ổ đĩa D, thì các bạn sẽ khai báo D. Và ở đây chúng ta khai báo luôn một cái thư mục mà chúng ta luôn luôn làm việc được trong đó, là tôi đặt tên là bài tập, tôi đặt tên là bài tập lập trình web 2 luôn các bạn. Đây, tôi đặt tên luôn. Thì tùy các bạn có thể đặt thêm một cái chữ khác cũng được, nhưng mà quan trọng là chúng ta phải khai báo đường dẫn này lại. Rồi sau đó chúng ta click vào nút OK. Đó là vừa xong một cái thao tác là khai báo đường dẫn lưu trữ tập tin solution của chúng ta. Bây giờ chúng ta đi vào thao tác tạo ứng dụng web. Chúng ta chọn chức năng là website ở cái dòng tạo mới, hoặc là chúng ta vào file, chúng ta chọn new website. Rồi lúc này đây theo yêu cầu của đề bài thì cái thuộc tính location này chúng ta phải chọn giá trị là file system và mặc định. Mặc định thì môi trường Visual Studio 2005 cũng chọn cho chúng ta rồi. Và đi vào đây chúng ta khai báo lại cái đường dẫn mà chúng ta mới vừa làm việc tức thì, là cũng là bài tập. Rồi. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu tạo, rồi sau đó chúng ta chuyển về cửa sổ Explorer, chúng ta xem coi nó cơ chế làm việc lưu trữ tập tin của nó như thế nào. Tôi lít vào nút OK. Thì khi chúng ta lít vào nút OK thì các bạn thấy rằng là nó có một cái câu thông báo, là cái project với cái tên này nó đã có ở trên đĩa chúng ta rồi, chúng ta có muốn viết đề hay không. Thì các bạn phải báo là yes. Tại sao? Là vì thật sự ra thì mình chưa có project này các bạn ha. Vì khi mà nó dựa theo cái đường dẫn mà mình mới vừa khai báo tức thì đó, thì nó tạo ra cái thư mục đó. Và khi mà nó tạo ra thư mục đó là nó chứa cái project của chúng ta, thì nó lại tạo tiếp một cái thư mục nữa, là cũng cái tên đó luôn. Thành thử ra lúc đó nó tưởng là mình có project rồi, thì nó sẽ thông báo. Thì các bạn cứ an tâm, chúng ta click vào nút Yes. Rồi khi đi vào đây các bạn chọn giùm tôi cái option thứ ba là tạo mới một website trong một cái vị trí đã có rồi, trong vị trí đã có rồi là cái vị trí mà mình đã tạo trước đó, nó đã mới vừa tạo cho mình xong đó các bạn. Thì nếu như các bạn muốn biết rằng chọn chức năng thứ nhất và chức năng thứ hai nó sẽ tạo cái gì trong đó thì các bạn thoải mái các bạn cứ thử trước khi chúng ta chọn chức năng thứ ba, rồi sau khi chúng ta thử thì chúng ta sẽ xem lại coi nó làm gì trong đó ha, để coi chúng ta có sử dụng được những cái chức năng được hay không. Thì ở đây trong phần bài giảng tôi sẽ hướng dẫn các bạn đi theo cái chức năng này để đi đúng hướng hơn. Chúng ta cứ làm và chúng ta sẽ có câu trả lời các bạn, tự khắc các bạn sẽ thấy được câu trả lời là tại sao tôi lại chọn chức năng thứ ba. Rồi sau đó tôi click vào nút OK. Rồi bây giờ sau khi click vào nút OK rồi thì chúng ta thấy nó đang làm việc nè, mặc định nó sẽ tạo mới một cái website cho chúng ta và nó tạo sẵn một cái trang web đầu tiên trống của chúng ta. Hay các bạn ha. Mặc định. Bây giờ chúng ta trở về lại cửa sổ Explorer chúng ta xem. Đây, tôi sẽ click vào cửa sổ Explorer. Thì các bạn thấy đây, nó tự động nó tạo cho mình cái thư mục này và chúng ta double click vào. Thì chúng ta thấy rằng là gì? Chúng ta có thư mục ABB data đây các bạn. Rồi. Và trong đó nó lại có cái thư mục giống cái thư mục bên ngoài nữa là cũng là bài tập lập trình web 2 chúng ta vào đây. Thì chúng ta thấy rõ ràng là nó lưu cái tập tin solution trong đây các bạn thấy chưa? Bây giờ nó lưu vào đây. Như vậy thì các bạn sẽ thắc mắc với tôi rằng hồi nãy khi mình khai báo cái tập tin này thì mình chỉ khai báo lưu trong đây mà thôi, tại sao bây giờ nó lưu ở trong đây? Thì lý do như tôi nói các bạn rằng là khi mình khai báo mà cái project của mình hồi nãy đó, mình khai báo đây nè các bạn.
Đó, mình khai báo là project mình lưu ở đây thì rõ ràng là cái đường dẫn mà lưu solution làm sao nó trùng được, nó yêu cầu mình, nó đòi là tạo lập trình web 3, các bạn thấy không? Nhưng mà nếu chúng ta tạo ra một cái lập trình web 3 thì khi chúng ta chép về, chúng ta phải chép về cả hai cái thư mục. Chi bằng bây giờ khi chúng ta chép về, chúng ta chỉ chép đúng cái thư mục này là nó đem về hết cho chúng ta luôn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta trở lại bài. Ở đây bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tạo những cái thư mục mà chúng ta cần sử dụng và những thư mục nào chúng ta không cần sử dụng chúng ta được phép bỏ. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ bỏ và ở đây chúng ta sẽ bỏ đi. Và ngay cả cái thư mục này các bạn cũng chưa sử dụng luôn, vì chúng ta mới học, chúng ta cũng chưa có sử dụng mà các bạn. Và thư mục này chúng ta sẽ được sử dụng trong bài số 3 trở đi. Bài số 3, bài số, xin lỗi, bài số 4. Và chúng ta cũng sẽ xóa nó luôn. Rồi, xong. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu tạo những cái thư mục mà do ứng dụng yêu cầu. Xin lỗi, do bài tập yêu cầu. Đầu tiên vô, tôi sẽ tạo cái thứ một hình. Thì thứ một hình dùng để lưu trữ những hình ảnh minh họa cho cái giao diện của những trang web của chúng ta đẹp hơn. Và thứ một thứ hai, các bạn để ý là khi tôi tạo một cái thư mục á, là tôi phải chọn ngay cái project này của chúng ta. Và tôi tạo tiếp là new folder. Và tôi tạo tiếp thư mục thứ hai là thư mục màn hình. Để làm gì? Thư mục màn hình này dùng để lưu các trang web mà chúng ta tạo theo những yêu cầu bài tập tiếp sau. Tiếp theo sau. Thì trong những bài tập tiếp theo sau của chúng ta, nó sẽ phân ra từng nhóm bài, nhóm bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. Và trong bài 1 sẽ có nhiều bài tập trong đó và tương tự trong bài 2, bài 3. Như vậy thì thư mục màn hình này tôi sẽ tạo tiếp những thư mục con của nó. Thì các bạn thấy tôi lại bây giờ tôi lại chọn thư mục màn hình và tôi lại tạo tiếp. Là bài 1. Tôi enter và tương tự tôi chọn thư mục màn hình và tôi tạo bài 2. Tôi enter và tôi chọn tiếp và tôi tạo bài 3. Rồi. Tiếp theo, tôi lại tạo tiếp thư mục upload. Thì tại sao ở đây tôi muốn tạo sẵn hết cho các bạn là vì những thư mục này nó sẽ đáp ứng cho những cái yêu cầu của bài tập chúng ta sau. Bây giờ trong cái quá trình mà chúng ta tổ chức như vậy, chúng ta sẽ tạo một lần. Thì cái nhiệm vụ các bạn là các bạn cứ tạo cho tôi. Là vì ở đây là chúng ta đang tập cái thao tác mà tổ chức mà các bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta xem coi là chúng ta sẽ còn thiếu những cái thư mục nào theo yêu cầu của đề bài. Rồi, như vậy thì chúng ta vừa đủ xong yêu cầu của đề bài. Và khi được tới đây xong rồi, chúng ta lướt vào nút Save On để làm gì? Để nó save những cái thông tin mà nó quản lý. Ví dụ những cái thư mục này, bây giờ nó sẽ save vào tập tin project. Để nó lưu, nó biết rằng nó có bao nhiêu cái thư mục các bạn. Thì các bạn nhớ ha. Thì mỗi lần nó share thì nó sẽ báo cái dòng này dưới đây của mình là. Như vậy thì chúng ta vừa hoàn tất xong bài tập đầu tiên có tên gọi là tạo mới một project. Thân ái chào các bạn. Chúng ta bắt đầu phần hướng dẫn. Bài đầu tiên có tên gọi là tạo mới một project. Thì thao tác tạo mới như sau. Trước tiên, chúng ta lướt vào nút Start và chọn chức năng Programs và chúng ta chọn chức năng Microsoft Visual Studio 2005 và tiếp tục chúng ta cũng chọn biểu tượng này. Thì giao diện màn hình đầu tiên của chúng ta có dạng như sau và chúng ta thấy như vậy. Thì trước khi đi vào một thao tác tạo một ứng dụng web thật sự thì tôi xin nói về một cái phần khai báo khá là quan trọng mà các bạn cần lưu ý. Đó là chúng ta phần khai báo về cái tập tin solution sẽ được lưu ở đâu. Thì chúng ta vào chức năng Tools
của thực đơn ha các bạn, và chọn chức năng Option. Thì chúng ta chọn biểu tượng Project and Solution. Thì các bạn nhìn vào trong ô đầu tiên chúng ta thấy một cái đường dẫn rất là dài. Đường dẫn này là do cái đường dẫn chúng ta khi chúng ta login vào một cái máy ha, thì nó sẽ chuyển đến cái đường dẫn này của chúng ta. Thì cái này là do Visual Studio 2005 mặc định cho chúng ta. Bây giờ không thể nào chúng ta để yên một đường dẫn như vậy được, vì nếu các bạn để một đường dẫn như vậy thì khi mà các bạn chép bài tập của chúng ta làm từ từ trường đem về nhà, thì khi đó các bạn chỉ chép cái thư mục mà nó lưu trữ những gì chúng ta làm việc thôi, ví dụ như tập tin màn hình vân vân, thì về nhà chúng ta sẽ bị mất đi tập tin solution của chúng ta mà nó có cái phần mở rộng là .sln. Vì sao? Là vì quá trình nó lưu tập tin nó sẽ lưu vào thư mục này. Như vậy thì để quản lý tốt hơn, và chúng ta khi chúng ta chép về cái thư mục thì chúng ta an tâm rằng là chúng ta đã chép đầy đủ tất cả những cái tập tin của một ứng dụng web, thì chúng ta phải chủ động chúng ta khai báo cái đường dẫn thư mục mà chứa nó. Thì ở đây chúng ta lưu trong, thường là chúng ta sẽ lưu trong ổ đĩa D, thì các bạn sẽ khai báo D. Và ở đây chúng ta khai báo luôn một cái thư mục mà chúng ta luôn luôn làm việc được trong đó, là tôi đặt tên là bài tập, tôi đặt tên là bài tập lập trình web 2 luôn các bạn. Đây, tôi đặt tên luôn. Thì tùy các bạn có thể đặt thêm một cái chữ khác cũng được, nhưng mà quan trọng là chúng ta phải khai báo đường dẫn này lại. Rồi sau đó chúng ta click vào nút OK. Đó là vừa xong một cái thao tác là khai báo đường dẫn lưu trữ tập tin solution của chúng ta. Bây giờ chúng ta đi vào thao tác tạo ứng dụng web. Chúng ta chọn chức năng là website ở cái dòng tạo mới, hoặc là chúng ta vào file, chúng ta chọn new website. Rồi lúc này đây theo yêu cầu của đề bài thì cái thuộc tính location này chúng ta phải chọn giá trị là file system và mặc định. Mặc định thì môi trường Visual Studio 2005 cũng chọn cho chúng ta rồi. Và đi vào đây chúng ta khai báo lại cái đường dẫn mà chúng ta mới vừa làm việc tức thì, là cũng là bài tập. Rồi. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu tạo, rồi sau đó chúng ta chuyển về cửa sổ Explorer, chúng ta xem coi nó cơ chế làm việc lưu trữ tập tin của nó như thế nào. Tôi click vào nút OK. Thì khi chúng ta click vào nút OK thì các bạn thấy rằng là nó có một cái câu thông báo là cái project với cái tên này nó đã có ở trên đĩa chúng ta rồi, chúng ta có muốn viết đề hay không. Các bạn phải báo là yes. Tại sao? Là vì thật sự ra thì mình chưa có project này các bạn ha. Vì khi mà nó dựa theo cái đường dẫn mà mình mới vừa khai báo tức thì đó, thì nó tạo ra cái thư mục đó. Và khi mà nó tạo ra thư mục đó là nó chứa cái project của chúng ta, thì nó lại tạo tiếp một cái thư mục nữa là cũng cái tên đó luôn. Thành thử ra lúc đó nó tưởng là mình có project rồi, thì nó sẽ thông báo. Thì các bạn cứ an tâm, chúng ta click vào nút yes. Rồi khi đi vào đây các bạn chọn dùm tôi cái option thứ ba là tạo mới một website trong một cái vị trí đã có rồi, trong vị trí đã có rồi là cái vị trí mà mình đã tạo trước đó, nó đã mới vừa tạo cho mình xong đó các bạn. Thì nếu như các bạn muốn biết rằng chọn chức năng thứ nhất và chức năng thứ hai nó sẽ tạo cái gì trong đó, thì các bạn thoải mái các bạn cứ thử trước khi chúng ta chọn chức năng thứ ba, rồi sau khi chúng ta thử thì chúng ta sẽ xem lại coi nó làm gì trong đó để coi chúng ta có sử dụng được những cái chức năng được hay không. Thì ở đây trong phần bài giảng tôi sẽ hướng dẫn các bạn đi theo cái chức năng này để đi đúng hướng hơn. Chúng ta cứ làm và chúng ta sẽ có câu trả lời các bạn. Tự khắc các bạn sẽ thấy được câu trả lời là tại sao tôi lại chọn chức năng thứ ba. Rồi sau đó tôi click vào nút OK. Rồi bây giờ sau khi click vào nút OK rồi thì chúng ta thấy nó đang làm việc nè. Mặc định nó sẽ tạo mới một cái website cho chúng ta, và nó tạo sẵn một cái
trang web đầu tiên trống của chúng ta. Hay các bạn ha. Mặc định. Bây giờ chúng ta trở về lại cửa sổ Explorer chúng ta xem. Đây, tôi sẽ click vào cửa sổ Explorer. Thì các bạn thấy đây, nó tự động nó tạo cho mình cái thư mục này. Và chúng ta double click vào. Thì chúng ta thấy rằng là gì? Chúng ta có thư mục ABB Data. Đây các bạn. Rồi. Và trong đó nó lại có cái thư mục giống cái thư mục bên ngoài nữa, là cũng là bài tập lập tin web 2. Chúng ta vào đây. Thì chúng ta thấy rõ ràng là nó lưu cái tập tin solution trong đây, các bạn thấy chưa? Bây giờ nó lưu vào đây. Vậy thì các bạn sẽ thắc mắc với tôi rằng hồi nãy khi mình khai báo cái tập tin này thì mình chỉ khai báo lưu trong đây mà thôi, tại sao bây giờ nó lưu trong đây? Thì lý do như tôi nói các bạn rằng là khi mình khai báo mà cái project của mình hồi nãy đó, mình khai báo đây nè các bạn. Mình khai báo là project mình lưu ở đây, thì rõ ràng rằng cái đường dẫn mà lưu solution làm sao nó trùng được, nó yêu cầu mình, nó đòi là tạo lập trình web 3, các bạn thấy không? Nhưng mà nếu chúng ta tạo ra một cái lập trình web 3 thì khi chúng ta chép về chúng ta phải chép về cả hai cái thư mục. Chi bằng bây giờ khi chúng ta chép về chúng ta chỉ chép đúng cái thư mục này là nó đem về hết cho chúng ta luôn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta trở lại bài. Ở đây bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tạo những cái thư mục mà chúng ta cần sử dụng, và những thư mục nào chúng ta không cần sử dụng chúng ta được phép bỏ. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ bỏ, và ở đây chúng ta sẽ bỏ đi. Và ngay cả cái thư mục này các bạn cũng chưa sử dụng luôn, vì chúng ta mới học, chúng ta cũng chưa có sử dụng mà các bạn. Và thư mục này chúng ta sẽ được sử dụng trong bài số 3 trở đi. Bài số 3, bài số 4. Và chúng ta cũng sẽ xóa nó luôn. Rồi xong. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu tạo những cái thư mục mà do ứng dụng yêu cầu. Do bài tập yêu cầu. Đầu tiên vô, tôi sẽ tạo cái thứ mục hình. Thì thứ mục hình dùng để lưu trữ những hình ảnh minh họa cho cái giao diện của những trang web của chúng ta đẹp hơn. Và thư mục thứ hai, các bạn để ý là khi tôi tạo một cái thư mục á, là tôi phải chọn ngay cái project này của chúng ta. Và tôi tạo tiếp là new folder. Và tôi tạo tiếp thư mục thứ hai là thư mục màn hình. Để làm gì? Thư mục màn hình này dùng để lưu các trang web mà chúng ta tạo theo những yêu cầu bài tập tiếp sau. Thì trong những bài tập tiếp theo sau của chúng ta, nó sẽ phân ra từng nhóm bài, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. Và trong bài 1 sẽ có nhiều bài tập trong đó, và tương tự trong bài 2, bài 3. Như vậy thì thư mục màn hình này tôi sẽ tạo tiếp những thư mục con của nó. Thì các bạn thấy tôi lại chọn thư mục màn hình và tôi lại tạo tiếp. Là bài 1. Tôi enter. Và tương tự tôi chọn thư mục màn hình và tôi tạo bài 2. Tôi enter và tôi chọn tiếp và tôi tạo bài 3. Rồi. Tiếp theo, tôi lại tạo tiếp thư mục upload. Thì tại sao ở đây tôi muốn tạo sẵn hết cho các bạn, là vì những thư mục này nó sẽ đáp ứng cho những cái yêu cầu của bài tập chúng ta sau. Bây giờ trong cái quá trình mà chúng ta tổ chức như vậy, chúng ta sẽ tạo một lần. Thì cái nhiệm vụ các bạn là các bạn cứ tạo cho tôi. Là vì ở đây là chúng ta đang tập cái thao tác mà tổ chức mà các bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta xem coi là chúng ta sẽ còn thiếu những cái thư mục nào theo yêu cầu của đề bài. Rồi, như vậy thì chúng ta vừa đủ xong yêu cầu của đề bài. Và khi được tới đây xong rồi, chúng ta lướt vào nút Save On. Để làm gì? Để nó save những cái thông tin mà nó quản lý. Ví dụ những cái thư mục này, bây giờ nó sẽ save vào tập tin project. Để nó lưu, nó biết rằng nó có bao nhiêu cái thư mục các bạn. Thì các bạn nhớ ha. Thì mỗi lần nó share thì nó sẽ báo cái dòng này dưới đây của mình là. Như vậy thì chúng ta vừa hoàn tất xong bài tập đầu tiên.
có tên gọi là Tạo Mới Một Project. Thân ái chào các bạn. Chúng ta bắt đầu phần hướng dẫn. Bài đầu tiên có tên gọi là Tạo Mới Một Project. Thì thao tác tạo mới như sau. Trước tiên chúng ta click vào nút Start và chọn chức năng Programs, và chúng ta chọn chức năng Microsoft Visual Studio 2005, và tiếp tục chúng ta cũng chọn biểu tượng này. Thì giao diện màn hình đầu tiên của chúng ta có dạng như sau, và chúng ta thấy như vậy. Thì trước khi đi vào một thao tác tạo một ứng dụng web thật sự, thì tôi xin nói về một cái phần khai báo khác.